Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng bản tin 24 giờ trong suốt thời gian qua. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất để mang cho quý vị những thông tin bổ ích nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như trong nước và thế giới. Sau đây là những điểm tin chính của chúng tôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nốt nhạc buồn của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc lại bắt đầu khi mưa bão kinh hoàng bất ngờ ập đến. Vào 14 giờ chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7 năm 2023 theo giờ địa phương, với sức gió mạnh khủng khiếp chưa từng thấy lên đến 299 km/h, nhấn chìm toàn bộ thành phố vào bóng tối trong giờ cao điểm và khiến hàng người khác phải tháo chạy. Theo đó, nhiệt độ nhanh chóng giảm từ 33 độ xuống còn 18 độ theo hình ảnh của video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy. Trên bầu trời đang là 14 giờ chiều, nhưng tất cả các tòa nhà và hệ thống đèn giao thông đều đồng loạt được bật lên. Cùng lúc đó, những tia chớp thi nhau giật liên hồi. Ngay cả những phương tiện giao thông trên đường cũng phải bật đèn pha như đi trong trời tối. Những đoạn clip được người dân từ trong nhà mình quay lại khiến cho các cư dân mạng rùng mình. Vì gió quá mạnh khiến nhiều vật thể bay lại tứ tung trên trời, làm cảnh tượng lúc đó thêm rùng mình và kinh dị. Một quan chức Bắc Kinh cho biết khoảng 10 phút chớp giật và sấm gió bão thì hệ thống điện lưới cung cấp cho khoảng 50.000 ngôi nhà đã bị cắt đột ngột, các cửa sổ bị đập vỡ và nhiều trạm thu phát sóng bị gió giật đổ kinh hoàng. Cũng theo giới chức địa phương, gần 700 nhân viên cứu hộ được huy động trong vòng 1 giờ để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, khi mà số thương vong ban đầu theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết thì ít nhất có khoảng 28 người đã thiệt mạng, trong khi hãng tin quốc tế thông báo 117 người. Một số trường hợp tử vong do bị các vật thể lạ đè trúng hoặc cây xanh bật gốc trúng người. Trong video, một người phụ nữ vừa chạy vào trung tâm thương mại ở Bắc Kinh vừa nói với phóng viên: cảnh tượng giống như một bộ phim trên màn ảnh khoa học viễn tưởng về ngày tận thế. Trong khi đó, một người đàn ông thì lo ngại: tôi chưa bao giờ nhìn thấy cơn bão ồ ạt đến như vậy và lo sợ. Đó là một điểm báo trước một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhân viên dự báo thời tiết quốc gia cho biết thời tiết xấu sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 7 và những tháng tiếp theo, sau đó là một ẩn số về mưa bão tại Trung Quốc. Thật sự chỉ mới bắt đầu từ tháng 6 cho đến nay. Tuy nhiên, hiện tượng ngày biến thành đêm là điều chỉ có xa lạ ở đất nước Trung Quốc. Nhưng mỗi lần xuất hiện kéo theo những hiện tượng kinh hoàng khác như mưa to, gió mạnh, sấm chớp, đùng đùng, thì nhiều người đã tỏ ra lo ngại, không hiểu hiện tượng bất thường này là gì, một nhật thực hay có điểm báo gì đó xảy ra. Để giải thích hiện tượng này, ông Willow, chuyên gia công tác tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Trung Quốc, đã có câu trả lời cho đến ngày hôm nay. Theo vị chuyên gia thì biểu hiện của hiện tượng này có thể nhận xét rằng đó là một trong những hiện tượng thời tiết đặc biệt của dòng bão. Theo Alexander, tiến sĩ khoa học địa lý Liên Xô cũ, có hai loại dông: dông khối không khí và dông đồng bằng không khí có liên quan chặt chẽ, đối lưu. Đối lưu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện mưa dông. Ngoài ra, khu vực tỉnh phía Đông Bắc và tỉnh phía Nam Trung Quốc nằm trong khu vực hội tụ trong giới gió mây trên cao, và trong trường hợp này thì việc phát hiện đám mây dày đặc trên cao đã làm ánh sáng bị che khuất và đã xảy ra hiện tượng trời tối đen như vậy. Ở Trung Quốc vào mùa hè, thường thấy mỗi khi dông xuất hiện đều có sự xuất hiện của sấm chớp. Tuy nhiên, chớp trong dông xuất hiện trong trường hợp nếu giữa mây và mặt đất hay những phần khác nhau của đám mây hình thành một thế hiệu lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta thấy ở đây không có sấm chớp là do điều kiện hình thành của chúng chưa có. Thực tế thì các địa phương trên cùng với trời tối đen thì sau đó sẽ xảy ra mưa vừa cho đến mưa to. Chỉ có điều khác ở chỗ cơn dông là hiện tượng thực tiết xảy ra vào mùa hè và kèm theo sấm chớp. Có lẽ do tích điện chưa đủ để hình thành sấm chớp, nhưng hiện tượng ở Trung Quốc là một trong những điều tồi tệ liên quan đến cơn bão bất ngờ lần này. Thì mưa to khiến lũ lụt liên tục ập về, khiến thành phố Bắc Kinh và các vùng lân cận tăng mức độ cảnh báo, nâng mức ứng phó tình trạng kiểm soát khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp. Mưa lớn xối xả dồn dập đổ xuống Bắc Kinh trong 2 ngày vừa qua, với lượng mưa tối đa vượt quá 260mm từ sáng hôm qua đến sáng ngày hôm nay, mùng 6 tháng 7 năm 2023, khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước vượt quá mức cảnh báo ở một số nơi. Lời cảnh báo các cơn mưa sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Đứng trước tình hình hiện tại thì cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc ngày hôm qua thông báo nâng mức ứng phó tình trạng khẩn cấp lũ lụt và thoát nước lên mức thứ hai. Những đợt mưa lớn, lũ lụt và tàn phá rộng lớn ở Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Một số khu vực cấp tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam hai ngày nay đã tăng mức độ ứng phó lũ lụt vì mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục ở mực nước các con sông, hồ địa phương tiếp tục gia tăng. Theo số liệu thống kê vừa công bố ngày hôm nay trên trang thông tin chính thức của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023 có khoảng gần
20 triệu người ở đất nước này đã bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai, 2.710 người thiệt mạng và mất tích, 900.000 người phải di rời khẩn cấp. Theo phân tích của các cơ quan chức năng Trung Quốc, nửa đầu năm nay lũ lụt, mưa đá, dông lốc, bão nhiệt đới và các loại thiên tai thảm họa địa chất là những loại hình thiên tai chính xảy ra ở đất nước này. Bên cạnh thiệt hại về người, còn có hơn 800.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, gần 6,3 triệu hecta hoa màu bị tàn phá. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là 81 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra nhiều đợt sạt lở, vỡ nhiều hồ, đập chứa nước, hàng ngàn nhà cửa, vườn tược của người dân bị lũ cuốn trôi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết phải tập trung chống lại dịch đã khiến hoạt động chuẩn bị ứng phó của mưa lũ ảnh hưởng nặng nề, và những sự việc ảnh hưởng kia chưa phải là điều gì đó cuối cùng. Trong năm nay, khi Trung Quốc vẫn tiếp tục gánh chịu thiên tai, mưa bão, thảm họa trong những ngày tháng tiếp theo, vì mùa mưa năm nay vẫn chưa phải là thời gian chín muồi của mùa mưa lũ tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây một trận lũ quét đã xảy ra tại huyện Bình Vũ, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngày hôm qua, 5 tháng 7 năm 2023, CCTV đưa tin vào khoảng 5 giờ sáng, do lượng mưa lớn ở các quận lân cận ở thượng nguồn, lũ quét đã ập đến huyện Bình Vũ, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người mất tích. Ông Giang, một người dân ở huyện Bình Vũ, nói với đài Seoul Uphop rằng trời mưa to, nước lũ ở thượng nguồn đã gây chết người, bùn đất sạt lở ập xuống nhấn chìm ngôi nhà. Hôm kia bùn đất ở và gỗ lăn xuống chắn đường, lũ quét đã cuốn một số nhà, cửa và một phần đường quốc lộ, giao thông, điện và mạng lưới thông tin liên lạc ở các thị trấn bị gián đoạn. Sáng qua, công tác ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cục bộ đã được phát động khẩn cấp. Một đoạn video do cư dân mạng địa phương quay được cho thấy, sau khi trận lũ quét xảy ra, dòng sông đã bị chặn lại bởi rất nhiều thân gỗ và các mảnh vụn khác khi bị nước cuốn theo. Video do China News đăng cho thấy nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi thảm họa, người dân trèo lên mái nhà để tránh lũ. Ngày hôm kia, đoạn mưa lớn khi người dân huyện Bình Vũ đang đứng xem nước dâng cao thì nền đường bất ngờ bị sập, 5 người rơi xuống, 4 người bị thương, một số người bị gãy chân, gãy xương đòn, xương cụt. Rất may cả 5 người đều được cứu sống. Ngôi nhà 2 tầng bị nhấn chìm trong phút chốc. Vào trưa ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7 năm 2023, bà Chu, một người dân ở làng Hòa Bình, huyện Bình Vũ nói với tờ China News rằng vào lúc 4 giờ sáng, bà bị đánh thức bởi tiếng nước chảy lớn, mực nước dưới cầu gần nhà nhanh chóng dâng lên mặt cầu. Bà vội bảo mọi người chạy sang tòa nhà 4 tầng bên cạnh để tránh trú. Bà kể, lúc đó nhà tôi bị mất điện, chúng tôi mò mẫm leo lên tòa nhà chỉ 3 đến 5 phút. Ngôi nhà 2 tầng của chúng tôi bị nhấn chìm, nước tràn đến tầng 3 của tòa nhà đang trú ẩn. Một trận lũ bất ngờ, hàng chục người gần đó bị mắc kẹt trên tầng cao nhất trong khu nhà. Ông Phương, một người dân ở làng Hòa Bình cũng bị đánh thức bởi tiếng nước lớn vào khoảng 4 giờ 40. Ông kể rằng, tôi nghe tiếng nước đập vào đá rất lớn, không khí nồng nặc mùi tanh, hàng xóm nói có lũ nên chạy nhanh. Chạy lên chỗ cao thì nước đã dâng lên đến ngực. Nhiều ngôi nhà của dân làng ở làng Hòa Bình đã bị nước nhấn chìm. Lý Đắc Văn, trưởng thôn làng Hòa Bình cho biết, ngôi làng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa. Các con đường trong làng về cơ bản đã bị lũ cuốn trôi. Tính đến chiều ngày hôm nay, làng đã thành lập tổ công tác. Hiện tình hình cụ thể vẫn đang được thống kê. Đội cảnh sát giao thông huyện Bình Vũ, tỉnh Tứ Xuyên cho biết lũ lụt và lở đất đã cuốn trôi nhiều đoạn trong tuyến đường vành đai 9 dài 50 km từ Bình Vũ đến Vương Bá Sở. Tuyến đường Bình Vũ đến Tùng Phan cũng bị gián đoạn ở nhiều nơi. Hiện tại vẫn chưa xác minh được tình hình thiên tai và thời gian tuyến đường được lưu thông. Theo tin tức CCTV cho biết, tính đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, 150 người bị mắc kẹt và hơn 700 người ở làng Hòa Bình, huyện Bình Vũ đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tình hình thiên tai đang được tiếp tục xác minh và thống kê. Southpop cho biết sau trận mưa lớn, hơn 14.000 người ở 6 quận thành phố tỉnh Tứ Xuyên bao gồm Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Nhã An, A Bá và Cam Tư đã bị ảnh hưởng. 10 thành phố và 41 quận huyện đã sơ tán khẩn cấp, có hơn 16.000 hộ dân với tổng hơn 46.000 nhân khẩu. Giải mây Phonmeu là một hiện tượng rất nổi tiếng trong hoàn lưu gió mùa hè Đông Á, được đánh giá có khả năng gây ra mưa lớn cùng lũ lụt. Theo ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 tuần vừa qua, lưu vực sông Trường Giang, Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn, kèm theo đó là lũ lịch sử. Đây là đợt mưa lũ lớn nhất trong hơn 70 năm trở lại đây tại Trung Quốc. Số liệu lượng mưa thực đo tại các trạm khí tượng phát báo quốc tế trong tháng 6 ở một số tỉnh thuộc Trung Quốc như Hồ Bắc 300-400mm, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây từ 200-400mm. Đáng chú ý, tại trạm đo mưa Kulin, tỉnh Quảng Tây có lượng mưa đạt trên 600mm. Quảng Tây cũng là tỉnh giáp với khu vực
biên giới phía Bắc Việt Nam. Còn theo số liệu từ nguồn dữ liệu vệ tinh GMAP, ước tính tổng lượng mưa tháng qua tại một số tỉnh chịu ảnh hưởng của lũ lụt như Trùng Khánh có tổng lượng mưa từ 200 đến 300 mm, Quảng Tây là 500 đến 600 mm, có nơi lớn hơn 700. Quý Châu có mưa từ 250 đến 300 mm, còn lại Vân Nam và Hồ Bắc có mưa dưới 250 mm. Lý giải về nguyên nhân gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại Trung Quốc, ông Long nói nguyên nhân của các đợt mưa lớn trong 2 tuần qua ở khu vực phía đông và đông nam của Trung Quốc là do tác động của một giải mây phôn có tên gọi là phôn Meyer. Đây là giải mây đã được rất nhiều nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu và cảnh báo là nguyên nhân gây ra mưa lớn cùng lũ lụt từng xuất hiện ở phía nam Trung Quốc và Đài Loan. Nhận định về mùa mưa lũ đang tới gần tại Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ, với những diễn biến bất thường như hiện nay và tình hình mưa lũ đang xảy ra ở các tỉnh phía nam Trung Quốc, mùa mưa lũ ở các tỉnh Bắc Bộ nói riêng và toàn quốc nói chung trong năm nay được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện lũ lớn luôn tiềm ẩn và thông tin dự báo thời tiết cần được theo dõi cập nhật dự báo thường xuyên. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.